50 năm, bằng sự nỗ lực và phấn đấu không ngừng, Công ty Cổ phần Tổng Công ty Thương mại Quảng Trị đã trở thành một trong những doanh nghiệp nhà nước hàng đầu của tỉnh. Công ty hiện có 13 đơn vị trực thuộc với 600 lao động, 4 phòng đại diện ở nước ngoài. Năm 2023, doanh thu ước đạt 1.500 tỷ đồng, nộp ngân sách địa phương trên 75 tỷ đồng. Đồng thời, công ty có quan hệ buôn bán với 15 quốc gia và vùng lãnh thổ. Sản phẩm mang thương hiệu Chevron đã có mặt ở nhiều thị trường trong và ngoài nước. Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Hà Sĩ Đồng đã biểu dương chúc mừng những thành quả quan trọng mà Công ty Cổ phần Tổng Công ty Thương mại Quảng Trị đã đạt được trong suốt chặng đường 50 năm qua. Bước vào giai đoạn mới, đồng chí đặt kỳ vọng Công ty Cổ phần Tổng Công ty Thương mại Quảng Trị tiếp tục nắm bắt cơ hội, phát huy những tiềm lực cùng bản lĩnh kinh nghiệm của một doanh nghiệp có bề dày lịch sử để hiện thực hóa các mục tiêu phát triển bền vững, ứng dụng công nghệ vào cả hoạt động sản xuất kinh doanh, nhất là các lĩnh vực tạo động lực thúc đẩy cho nền kinh tế của tỉnh nhà, luôn bám sát các chương trình định hướng phát triển kinh tế xã hội của tỉnh, đặc biệt là quy hoạch tỉnh Quảng Trị đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050, quy hoạch phát triển thương mại định hướng đến năm 2025 và tầm nhìn đến năm 2030 để xây dựng chiến lược kinh doanh phù hợp với quá trình hội nhập của nền kinh tế. Tiếp tục thực hiện nhiệm vụ chính trị của tỉnh giao, thực hiện tốt trách nhiệm đối với xã hội, giải quyết việc làm, đảm bảo an sinh xã hội, chung tay xây dựng quê hương Quảng Trị ngày càng giàu đẹp, văn minh. Nhân dịp này, thưa ủy quyền của Chủ tịch nước, đồng chí Nguyễn Đăng Quang và đồng chí Võ Văn Hưng đã trao huân chương độc lập hạng nhì cho tập thể lãnh đạo, cán bộ, công nhân viên, người lao động Công ty Cổ phần Tổng Công ty Thương mại Quảng Trị. Lãnh đạo công ty cũng đã trao cúp cống hiến vì sự phát triển của công ty, trao bảng vàng vì sự nghiệp phát triển Tổng Công ty Thương mại Quảng Trị cho cán bộ, người lao động có thời gian làm việc tại công ty từ 25 năm trở lên, trao bảng ghi nhận tấm lòng vàng ủng hộ quỹ cho con do công ty thành lập và trao giấy chứng nhận bảo trợ và tiền cho các cháu mồ côi đang sinh sống trên địa bàn tỉnh Quảng Trị có hoàn cảnh khó khăn do công ty nhận bảo trợ.